Báo chí khen Hồ Văn Cường hát hay, át đảo hơn Phương Mỹ Chi ở một ca khúc. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mới đây một trang báo bất ngờ đăng tải bài viết có nội dung về Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi hát chung một ca khúc nổi tiếng và nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Đa phần khán giả đều khen Hồ Văn Cường hát rất cảm xúc. Cụ thể trang báo này viết: bài so sánh giọng hát Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường. Mới đây một đoạn clip so sánh giọng hát Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cụ thể trong đoạn clip so sánh, cả hai đã cùng thể hiện ca khúc Người Thầy, từng rất nổi tiếng qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly. Thời điểm thể hiện ca khúc này, Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường đều còn là những cô bé, cậu bé, đang độ tuổi mới lớn, nên cảm xúc mang đến rất mộc mạc giản dị, nhưng không kém phần tình cảm. Tuy nhiên bên dưới đoạn clip, phần đông ý kiến dân mạng đều nghiêng về màn thể hiện của Hồ Văn Cường. Đa số cho rằng trong ca khúc này, giọng hát trầm ấm và tình cảm của Hồ Văn Cường chính là điểm thu hút. Một cư dân mạng viết: Hồ Văn Cường hát hay lại cảm xúc, luyến lái nhẹ nhàng sâu lắng, làm cho người nghe cảm thoải mái, giọng ca thiên phú đi vào lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, phần thể hiện của Phương Mỹ Chi cũng ấn tượng không kém. Nổi tiếng với chất giọng cao sáng và lối luyến lái mượt mà, Phương Mỹ Chi cũng đã chinh phục được nhiều người nghe với bản cover này. Trong thời gian qua, Hồ Văn Cường đã tích cực trở lại với âm nhạc bằng những đêm nhạc riêng sau một thời gian tập trung cho việc học. Kể từ ngày trở lại, Hồ Văn Cường được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn. Điều này được cho là nhờ sự dìu dắt rất lớn từ danh ca Ngọc Sơn. Trước đó, danh ca Ngọc Sơn cũng từng nhiều lần nghiêm khắc tập luyện cho Hồ Văn Cường để nam ca sĩ có thể tiến bộ cải thiện giọng hát. Đặc biệt, những hình ảnh của Hồ Văn Cường trong một đêm nhạc ở Đà Nẵng đã khiến người hâm mộ xôn xao. Cụ thể, nam ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Màn lột xác ngoại hình của Hồ Văn Cường đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Đa số ý kiến đều cho rằng nam ca sĩ trông điển trai và trưởng thành hơn rất nhiều. Nói về giọng ca sứ giả cảm xúc Việt Nam Idol Kids, đã qua rồi show diễn Đà Lạt nhưng lòng cô vẫn luôn nghĩ về con. Sao mà con vừa dễ thương vừa đáng yêu lại hát hay đến như vậy? Cô ngồi ở dưới nhìn lên sân khấu, lòng rộn rã vui và rất đỗi tự hào. Mừng cho con đã trưởng thành và dạn dĩ dần lên trong phong cách. Nhìn cánh tay con đu đưa thả lỏng cơ thể theo điệu nhạc là cô biết con đã rất tự tin trên sân khấu từ hôm nay trở đi rồi. Cô chờ đợi ở con những điệu nhảy nhẹ nhàng nhưng phù hợp với lứa tuổi của con để cho các bạn trẻ hòa nhập vào nhà chuối xanh đông vui hơn nữa. Mong cho con cứ mãi theo đà tiến bước về chân trời đang mở rộng trước mắt, bao sâu diễn đang chờ đợi phía trước. Ngẫm lại vì sao cô tìm ở con một chữ duyên thật lạ, khi cô buồn cô mở nhạc nghe con hát là lòng cô nhẹ tênh, xua tan đi bao phiền muộn trong lòng. Đi bên con cô luôn nghĩ về những điều tích cực, cô buông bỏ mọi ưu phiền ở lại phía sau. Chữ nhẫn trong lòng cô rất lớn, để mọi việc ôn hòa lại giúp cô vượt qua mọi áp lực trong cuộc sống thường ngày. Cuộc sống không phải ai cũng may mắn để hạnh phúc vui vẻ trọn vẹn. Chỉ có sự hy sinh mới tô vẽ cho hạnh phúc, và sau sự hy sinh là một tâm lý chơi vơi không có điểm tựa bám vào. Và con là tấm gương để mọi người nhìn vào mà vượt qua, bởi vì con còn nhỏ mà đã biết nhẫn nhịn, biết hiếu thảo cha mẹ, cảm hóa được bao con tim sắt đá cũng mềm lòng. Cảm ơn con đã là sợi dây gắn kết để cô và mọi người gặp gỡ, lắng nghe con hát và trò chuyện, cùng trải nghiệm những nơi mà con bước đến, thật là vui và ý nghĩa vô cùng. Mỗi khi con có sâu là cô náo nức, nghĩ đến một chuyến đi để khám phá vùng đất mới, về những địa danh mà cô chưa từng đặt chân đến, nôn nao được gặp con, nhìn con trưởng thành lên từng ngày, rồi được gặp gỡ các mẹ các cô, trao thương yêu và trân quý mọi tình cảm dành cho nhau, nên đã có một mái nhà chung xanh đọt chuối gần gũi ấm áp vô cùng. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, sau đêm diễn của Hồ Văn Cường tại Đà Nẵng, fan đã chia sẻ nhiều cảm xúc, ai nấy đều vui mừng khi thấy Hồ Văn Cường xuất hiện với một phong cách mới, lịch lãm sang trọng của một người thành đạt. Mới đây, fan của nam ca sĩ đã chia sẻ một bài viết nói về cảm xúc sau đêm diễn đó, nhưng gọi Hồ Văn Cường với một cái tên mới nghe hết sức dễ thương. Tên gọi có phần xến sầm, tuy nhiên tên gọi này rất hợp với hoàn cảnh của Hồ Văn Cường hiện tại, đó là đại gia đình FC xanh đọt chuối của nam ca sĩ đang lớn mạnh và phát triển khắp trong và ngoài nước, mà chính Hồ Văn Cường là cây chuối trọng tâm trong gia đình xanh chuối đó để kết nối yêu thương người hâm mộ khắp nơi. Fan Hồ Văn Cường giờ đây không chỉ đến với FC để theo dõi idol hay đu show, mà họ đến FC còn để kết nối tình bạn với đại gia đình khắp nơi, được gặp gỡ giao lưu với các thành viên, tìm niềm vui mới trong cuộc sống. Cường chuối ơi, xúc động, hạnh phúc, vui sướng là cảm xúc của cô lúc này.
chẳng thể có điều kiện để đu sâu con. Cô ở nhà hóng livestream qua fan club Cường ạ. Ngày 25 tháng 3 lại tiếp tục là một đêm thành công của em tại Mây Đà Nẵng. Em đã làm cô rụng tim ở tất cả mọi ca khúc mà em đã trình bày, hay chi mà hay dứa hả trời. Tất nhiên rồi, em sẽ vẫn phải tiếp tục cố gắng đấy nhé. Và cảm xúc luôn là thứ quý giá để nuôi dưỡng lòng nhiệt huyết. Cô sẽ luôn ủng hộ cổ vũ cho tình yêu của cô dành cho con trên mọi mặt trận. Nói sao ta, thương em khi mùa thu, thương em sang mùa hạ, thương em băng qua mùa đông, gửi gió xuân ôm em vào lòng. Thương em bao mùa mưa, thầm thương luôn bao mùa nắng. Sẽ luôn là Hồ Văn Cường mộc mạc dễ thương và vô cùng chân thành em nhé. Mãi thương tình yêu của tôi. Chúc mừng con Hồ Văn Cường đã bứt phá rất ngoạn mục, con đã tỏa sáng rực rỡ nhất đêm nhạc Mây Đà Nẵng ngày 25 tháng 3 năm 2023. Giọng hát rất hay và ngọt ngào dạt dào cảm xúc. Trang phục rất trang trọng lịch sự, rất tự tin làm chủ sân khấu và giao lưu cùng khán giả trong đêm nhạc này. Con đã thật sự thăng hoa bên cạnh gia đình xanh đọt chuối và khán giả trong nước và hải ngoại. Hôm qua cô Hương nhìn lại trang Facebook, thấy có chia sẻ livestream bài hát Cõng Mẹ ở sân khấu Ninh Bình của chú Thụy. Tròn đúng một năm Facebook kính nhắc lại. Ngày ấy cô đã rơi lệ vì mừng vui cho con, gặp được những vị Bồ Tát giữa đời thường, đã nâng đỡ và thương yêu bảo vệ con. Một năm con đã tự tin cố gắng học hỏi và rèn luyện để có được những gì hôm nay. Trong từng bước con đi có biết bao nhiêu tình yêu thương, luôn đồng hành và giúp đỡ con trong thầm lặng như chú Thụy, bác Ba Ngọc Sơn, cô giáo Oanh và Sơn Hạ. Xin gửi lời biết ơn và tri ân đến chú Thụy, bác Ba Ngọc Sơn, nhạc sĩ Sơn Hạ, cô giáo Oanh và cô giáo Uyên đã luôn luôn thương yêu, đồng hành ủng hộ và bảo vệ con. Xin cảm ơn đến Trung tâm Ca Nhạc Mây đã cho khán giả thưởng thức một đêm nhạc thật tuyệt vời. Cảm ơn đã cho Hương được bay cùng Mây đến hai thành phố đẹp nhất quê hương mình. Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi và Đà Nẵng tình yêu trong tôi. Cảm ơn Mây đã mang tiếng hát ca sĩ Hồ Văn Cường đến với khán giả khắp nơi, đến 4 tầng mây khác nhau. Đặc biệt là đêm nhạc ngày 25 tháng 3, Mây Đà Nẵng rất tuyệt vời. Được phiêu cùng sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường, tiếng hát ấy luôn chạm đến trái tim người nghe. Bên cạnh cảnh đẹp sông nước, cầu Rồng Đà Nẵng rất đẹp hữu tình, thời tiết mát mẻ gió mát, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cảm ơn con Hồ Văn Cường đã cho khán giả được thăng hoa trong nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cảm xúc ấy còn mãi lâng lâng trong mỗi trái tim người yêu âm nhạc, dòng nhạc dân ca trữ tình quê hương. Trong đó có cô Hương Chuối, đó Cường Chuối ơi. Một người con xa xứ mỗi khi nghe con hát bài Cõng Mẹ, Buồn Con Sáo Sậu, Đêm Mưa Nhớ Mẹ hay bài Giấc Ngủ Đầu Nôi, luôn làm cô nghẹn ngào thổn thức nhớ quê hương, nhớ mẹ và yêu thương ba mẹ nhiều hơn. Giọng con hát rất hay ngọt ngào và dạt dào cảm xúc đã chạm đến trái tim cô. Xin cảm ơn đại gia đình xanh đọt chuối, FC Hải Ngoại, FC 3 miền Bắc Trung Nam, luôn đồng hành cùng con trên mọi lúc mọi nơi.